chương 207. Trấn Dương tỉnh là một trấn nhỏ nằm ở Bắc Cương, dân số không hề đông, nhưng gần đây nơi này lại cực kỳ náo nhiệt. Quân đội An Lăng Vương dẫn theo đóng quân ở ngoài trấn này vài dặm ngày thường. Thường xuyên sẽ có quan binh đến đây tiêu khiển, cũng kéo theo buôn bán nhỏ ở nơi đây. Giống như một nhà bán canh dê ở đầu phố, bắt đầu từ mùa đông, làm ăn cực kỳ tốt còn có cửa hàng bán son phấn ở cuối phố, thường xuyên có quan binh quay lại, mua một chút son phấn, tặng cho nữ tử mình phải lòng. Hoàng hôn một ngày nọ, bà chủ lưu nhị nương của tiệm canh dê vừa mới đón tiếp vài quan binh uống canh dê, nàng ân cần bưng cho mỗi người một bát canh dê nóng. Lập tức trên cả con phố dường như đều tràn ngập mùi canh thịt dê. Quan gia, khó khăn lắm mới trông ngón được các ngài đến, canh thịt dê thơm ngào ngặt đây, nhân lúc còn nóng thì uống đi. Lưu nhị nương cười ha ha chào đón mấy người nhận lấy bát cúi đầu bắt đầu uống mấy người này là khách quen ở chỗ nàng thường ngày lui đến đều vừa nói vừa cười không biết vì sao hôm nay đều im lặng nếu như là trước đây e rằng lúc này đã sớm bắt đầu vui đùa với liêu nhị nương rồi liêu nhị nương phát hiện có chuyện thức thời không quấy dày bọn họ nữa bốn người uống vài ngụm canh thịt dê một người trong đó bèn đập bàn nói giờ làm thế nào mới được đây đã bôn ba mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được dược liệu, về đến quân đội không biết bàn giao thế nào. Một quan binh khác cảnh giác liếc mắt nhìn tứ phía, thở dài một tiếng nói, đừng nói lung tung. Lúc này bốn quan binh mới im lặng húp xùm sụp hết bát canh, ném mấy đồng tiền lại rồi rời đi. Quan gia, đi thong thả thường xuyên tới nhé. Lưu nhị nương hô lên giòn giã. Tiễn mấy quan binh uống canh thịt dê kia đi, nhìn sắc trời có chút âm u người trên đường cũng dần dần thưa thất lưu nhị nương bèn muốn đóng cửa sớm đã sắp cuối năm rồi trong nhà có một số chuyện dù sao cũng khá bận nàng đang định kêu nam nhân nhà mình đóng cửa đột nhiên nghe thấy trên đường có người nói cho một bát canh thịt dê nửa cân bánh áp chảo giọng nói này rất trong trẻo cực kỳ dễ nghe lưu nhị nương ló đầu nhìn qua thì thấy trên đường có một con ngựa gầy phun thở phì phì có thể thấy là đã gấp rút đi đường con ngựa này có chút mệt mỏi người trên ngựa. Lại càng phong trần mệt mỏi, trên người mặc y phục dính đầy gió bụi, mơ hồ nhìn ra, là y phục chất liệu thượng hạng. Áo khoác bên ngoài không phải màu trắng cũng không phải màu xám. Chắc hẳn trước đây cũng là màu trắng, bị gió bắc cương thổi mang theo bụi bạm, đã biến thành màu này. Người trên ngựa hình như là một nữ tử, dáng người rất yểu điệu, chỉ là không nhìn rõ gương mặt nàng, bởi vì nàng đang nằm nhoài trên ngựa liên tục ho khan, rõ ràng là đã bị bệnh tiếng ho khan khàn khàn tuyệt đối không phải người vừa mới nói muốn uống canh thịt dê thế nhưng lúc này trên đường ngoài nữ tử này ra không còn ai khác lưu nhị nương có chút nghi hoặc đang nhìn quanh chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo lại truyền đến một bát canh thịt dê nửa cân bánh nướng áp chảo lưu nhị nương kinh hãi nhảy dựng lên bởi vì lần này nàng ta đã nghe chính xác âm thanh thật sự truyền đến từ nữ tử kia nhưng rõ ràng nữ tử vẫn đang ho khan rõ ràng không phải nữ tử nói lại cẩn thận nhìn dây lát. Liều nhị nương mới phát hiện, một con vẹt nhỏ lông trắng mỏ đỏ đứng trên vai nữ tử, đang nhìn chằm chằm nàng ta bằng vẻ mặt sáng láng. Liều nhị nương đột nhiên hiểu ra, thì ra là con vẹt nói chuyện. Con vẹt này lại biết bắt trước điều nó nói, chắc hẳn là ý tứ của chủ nhân. Liều nhị nương vội vàng đáp, khách nhân mời vào trong, canh dê bánh nướng lập tức chuẩn bị xong. Một lát sau nữ tử mới ngừng ho, xoay người xuống ngựa, nói với Lưu Nhị Nương, bà chủ có thể cho ngựa ăn một chút không? Giọng nói của nữ tử không hề trong trẻo dễ nghe, giống như tiết nhạc phát ra từ hồ cầm bỏ không đã lâu, lại như mang theo một cảm giác khàn khàn mị hoặc. Lưu Nhị Nương vội vàng nhận dây cương, gọi nam nhân nhà mình tới dắt ngựa đi cho ăn. Nữ tử tự mình vào cửa hàng, tìm một cái bàn gần đó rồi ngồi xuống, Lưu Nhị Nương đi làm việc một lát sau đã bưng một bát canh thịt dê và vài cái bánh nướng áp chảo lên. Cơn ho khan này của cô nương hẳn là do gió lạnh. Uống chút canh nóng vừa hay su hàn, nói không chừng sẽ đỡ ho khan. Lưu nhị nương ân cờ nói, nàng ta đã nhìn ra, hình như nữ tử này bị bệnh, sắc mặt trắng bệch. Giữa lồng mày cũng mang theo vẻ mệt mỏi, cũng không biết một nữ tử đơn độc thế này, vì sao phải gấp rút đi đường giữa mùa đông. Tần cửu không để ý đến ánh mắt của Lưu Nhị Nướng, lấy khăn gấm ra lau tay, uống một ngụm canh thịt dê, ngước mắt nói, bà chủ nói rất đúng, canh thịt dê này nấu thật ngon, vừa hay có thể xua hàn. Vậy cô nương uống thêm một chút đi, lát nữa ta lại mang thêm cho cô một bát, không thu ngân lượng. Xuyên qua hơi nóng mờ mịt của canh dê, Lưu Nhị Nương đã nhìn thấy trong mắt phượng xinh đẹp của nữ từ hiện lên vẻ buồn thương, bèn không nhận được mà nói tần cửu thấy bà chủ người có lòng nhiệt tình không nhịn được mỉm cười không thu ngân lượng thì không được bà chủ lại nhìn lướt qua y phục trên người tần cửu đều là chất liệu cực tốt mơ hồ nhìn ra được còn là áo cưới trời lạnh giá thế này một nữ tử xuất thân phú quý đi xa một mình phân nửa là đào hôn trong đầu nàng ta lập tức tự hư cấu nên một kịch bản tiểu thư nhà giàu đào hôn chạy trốn đến biên cương đi tìm ý trung nhân của mình ý trung nhân của nàng ấy mà chắc chắn là người trong quân doanh an lăng vương đóng quân ở đất này trong quân đội của hắn không thiếu kim ngô vệ xuất thân danh môn đào hôn trước lúc cưới bỏ nhà trốn đi bà chủ có phải quân đội của an lăng vương đóng quân cách nơi này không xa tần cửu hỏi liều nhị nương ngây người xem ra mình đã đoán đúng rồi vội vàng gật đầu nhiệt tình nói phải ở ngay mười dặm phía bắc bên ngoài trấn dương tỉnh bình thường thường xuyên tập luyện đến gần đó có thể nghe thấy tiếng vó ngựa rung trời cô nương đang muốn đến quân đội tìm người sao? Tần cửu nào biết ý nghĩ trong lòng lưu nhị nương, nàng xé nhỏ bánh nướng ngâm vào trong canh thịt dê, thong thả ăn, phải ta có một ca ca trong quân đội ta tới đây thăm huynh ấy. Nghe nói, gần đây đã đánh thắng một trận. Nhắc tới trận chiến đó, Lưu Nhị Nương rất phấn khởi, đúng vậy An Lăng Vương dẫn quân đẩy lùi quân địch đi mấy dặm nghe nói đã đánh thắng lớn một trận. Bà chủ có nghe nói thương vong trong quân đội thế nào không? Tần cửu hỏi. Nàng từ chỗ Liên Ngọc Nhân nghe nói nhan túc đã bị trọng thương, muốn thăm dò một chút tin tức từ chỗ Lưu Nhị Nương. Lưu Nhị Nương thở dài nói, có câu nói, diệt địch một vạn, tự tốn ba ngàn. Nhất định là có thương vong, có điều quan trọng là đã thắng rồi, không phải sao? Tần cửu gật gật đầu, rõ ràng chuyện nhan túc bị thương, dân thường không thể nghe được chút tin tức nào, có thể thấy quân đội giấu rất kín. Thấy được trong quân giấu rất kín. Có điều, chắc hẳn thương vong thật sự không nhỏ vừa nãy có mấy quan binh đến chỗ ta uống canh thịt dê, đều than ngắn thở dài, nghe nói là cần tìm dược liệu nào đó mà không tìm được. Trong lòng tần cửu trầm xuống, uống xong bát canh dê, trả ngân lượng, dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của Lưu Nhị Nương, đi ra bên ngoài trấn Từ sau cuộc chiến ở Tiên Thần Sơn, tần cửu và nhan ruột mỗi người đi một ngả. Âm thầm xuống núi rồi, ban đầu chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để kết thúc cuộc đời nhưng từ miệng một thị nữ của thiên thần tông lại biết được tô vãn hương đã đến bắc cương hôm đó toàn bộ tinh thần của nàng đều đặt lên trận đấu với liên ngọc nhân quên nói cho nhan duật tô vãn hương biết dịch dung sơ xuất này lại khiến tô vãn hương tránh được truy nã của nhan duật một lần nữa trốn thoát nàng ta đến bắc cương vậy thì chính là đi tìm nhan túc tần cửu không yên tâm bèn cưỡi ngựa không dừng vó tìm thẳng đến đây ra khỏi trấn đi được vài dặm đã nghe thấy phía trước có một tràng tiếng động giống như sấm dậy vang rền. Âm thanh đó chấn động đến mức mặt đất gần như rung lên, trước đây tần cửu không hiểu, nhưng tự mình trải qua chiến sự lần trước nàng đã biết đây là tiếng vó ngựa của ngựa chiến. Chắc hẳn phía trước chính là quân doanh, quân đội đại dục đang tập luyện. Hoàng Mao kinh hãi bay lên khỏi lưng nàng, vội vã bay lên không trung đi kiểm tra. Tần cửu ghim ngựa, hít mắt nhìn sang cát bụi cuốn lên ở phía trước. 88.888 88, Đêm đến, Phó tướng Tạ Địch Trần trong quân doanh đã dùng xong bữa tối, đến xoáy trướng của Nhan Túc một chuyến, rồi vội vàng quay về trướng của mình. Bốn quân sĩ hắn phái ra ngoài tìm thuốc đã quay về, đang quỳ thành một hàng trong trướng hắn. Tạ Địch Trần chắp tay bước vài bước lạnh lùng nói, thuốc giải này chỉ có Bắc Diệp Quốc mới có. Một quân sĩ trong số đó gật đầu thưa. Độc dược chế tạo từ hoa của hoa na thứ cây độc sinh trưởng ở Bắc Diệp Quốc, loại độc này chỉ có dễ của hoa na thứ mới có thể giải được. Tả địch trần đấm một quyền lên bàn, cau mày không nói gì. Các người lui ra đi, tuyệt đối giữ bí mật chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không xử lý theo quân pháp. Bốn người đồng loại đáp vâng, dập đầu đi ra ngoài. Tả địch trần tâm sự trùng trùng ngồi trước bàn, mặt ủ mày trao hắn cầm bản đồ da dê trên mặt bàn lên, tra xét cẩn thận, liếc mắt vài cái, đột nhiên cảm thấy có chút bất thường. Rõ ràng hắn nhớ, khi hắn ra ngoài, bản vẽ này đã cuộn lại đặt ở bên trong sách, vì sao lại trải trên bàn. Đã có người vào trong trướng. Nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy trong trướng có điều khác thường, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một người vòng ra khỏi bình phong. Tả địch trần giống như đã trông thấy quỷ, kinh hãi nói, là ngươi. Tại sao ngươi đến đây? Tần cửu ôm hoàng mau từ từ đi ra, khóe môi hàm chứa nụ cười như có như không, khóe mắt hơi nhướn, thản nhiên nói, tạ công tử thân là phó tướng trong quân, không ngờ lại sơ suất như thế. Có người vào trong trướng, lại không hề hay biết. Vẻ mặt tạ địch trần lúng túng, đúng là hắn đã sơ suất rồi. Cửu gia không ở trong kinh hưởng phúc, lại không ngại vất vả từ kinh thanh chạy đến, không biết là đến giám sát trận chiến, hay là đến giám sát quân đội, hay là đến trợ chiến. Tả địch trần vốn không có thiện cảm với tần cửu, Nữ tử này hại nhan túc suýt chút nữa thì chết trong thiên lao, mặc dù cuối cùng đã nhặt lại được mạng nhưng đã mất ngai vàng. Trong mắt hắn, tần cửu chính là một yêu nghiệt. Hiện giờ yêu nghiệt lại xuất hiện trong quân doanh, sao có thể khiến hắn không đề phòng. Tần cửu đưa ngón tay vuốt ve lông vũ của Hoàng mau, che miệng bắt đầu ho khan vài tiếng. Bát canh thịt dê kia rất có tác dụng, đã áp chế ho khan, vừa rồi trốn ở trong trướng. Mới không đến mức bị tả địch trần phát hiện chỉ là cũng chỉ áp chế được một lúc mà thôi. Tả địch trần cao mày nhìn tần cửu vẫn chưa ngừng ho khan, thật sự có chút luống cuống tay chân. Dường như đến lúc này, hắn mới chú ý đến vẻ bụi bặm mệt mỏi khắp người tần cửu. Mà nhìn sắc mặt trắng bệch của tần cửu, rõ ràng nàng đã bị bệnh. Một người trúng gió lạnh ho khan cũng không đến mức như vậy, xem dáng vẻ của nàng thì không phải bệnh bình thường. Trong lòng tạ địch trần không khỏi ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, vì sao nữ tử kia lại biến mình thành thế này? Vất vả lắm mới ngừng được ho, ho khan, tần cửu ngước mắt hỏi, liên thành đã bị thương chúng độc. Người tìm thuốc giải, là tìm cho chàng. Trường 208, tạ địch trần thản nhiên nhíu mày nói, thì ra cửu gia đến thăm vương gia, vậy thì lại phiền cửu gia lo lắng rồi vương gia mạng lớn, chỉ là đã bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi. Tần cửu cười lạnh, vết thương nhẹ. Không phải là chỉ có dễ cây hoa na tứ của bác Diệp Quốc mới có thể giải độc sao? Tả địch trần im lặng một lát, liếc nhìn dáng vẻ yếu đuối không chịu nổi gió của tần cửu một cái, ngồi ở trong chướng một lát cuối cùng trên người tần cửu đã có chút ấm áp. Chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch không có chút huyết sắc, trong lần đại chiến trước vương gia bị chúng tên bắn lén, ban đầu không hề nghiêm trọng, chỉ là mũi tên đó có độc vết thương rất khó lành hẳn. Độc trong cơ thể vương gia chưa thể loại trừ hoàn toàn. Liên tục rơi vào trạng thái hôn mê. Cửu gia biết được chuyện này thì sao, hình như sức khỏe của ngươi không tốt, lẽ nào ngươi vẫn có thể đến Bắc Diệp quốc lấy thuốc giải về sao? Hiện giờ hai nước giao chiến, e rằng lẻn vào Bắc Diệp quốc không dễ. Tần cửu không tiếp lời tạ địch trần, chuyện ta đến đây. Tạm thời đừng nói cho vương gia. Có một số chuyện chắc hẳn tạ tướng quân vẫn chưa biết Tô Vãn Hương đã chạy thoát khỏi thiên lao, đang trên đường đến đây, cũng có thể đã đến trước ta một bước. Ta đến vốn là để bắt Tô Vãn Hương, mong tạ tướng quân chú ý nhiều hơn, tuyệt đối không thể lơ là. Cửu gia muốn bắt Tô Vãn Hương, đâu cần phiền phức như vậy. Trong quân doanh của ta canh phòng nghiêm ngặt, sao có thể để ai cũng tùy tiện trà trộn vào được. Tạ địch trần cao mày nói. Tần cửu chậm rãi đứng dậy nói, tạ đại nhân, người nghĩ rằng canh giữ của thiên lao trong kinh như thế nào? Tạ địch trần lập tức im lặng, đương nhiên thiên lao canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng chẳng phải tô vãn hương đã trốn thoát ra ngoài. Nàng ta biết thật dịch dung, phải đề phòng. Tần cửu lạnh lùng nói, vẫy tay ra hiệu cho hoàng mau bay tới, quay người lập tức đi ra bên ngoài đại trướng. Trước khi ta quay về chăm sóc tốt cho vương gia giọng nói lạnh lùng bay đến từ cửa mà bóng dáng của nàng bỗng chốc đã biến mất bên ngoài cửa trướng lúc này tạ địch trần mới phản ứng lại nữ nhân này thật sự đã đi đến bắc diệp quốc tìm thuốc rồi hắn đứng dậy chạy ra khỏi trướng bây giờ đến bắc diệp quốc chẳng phải giống như đi tìm đường chết nếu như nàng ta chết rồi hắn biết ăn nói với vương gia như thế nào thế nhưng gió đông bên ngoài trướng thét gào hoàn toàn tối đen đâu còn có bóng dáng của nàng những ngày tiếp theo, đối với tạ địch trần mà nói, quả thực là dày vò, hắn lo lắng cho nhan túc vẫn đang hôn mê, cũng lo lắng cho tần cửu không biết trời cao đất dày kia. Vì sao nữ nhân đó vẫn chưa quay lại? Buổi tối của hai ngày sau, tạ địch trần đang dạo bước trong phòng, cửa trướng một lần nữa bị đẩy ra. Ngọn nến bị gió lạnh thổi đến làm cho chập chờn không ngừng dưới ánh đèn lờ mờ, tạ dịch trần nhìn thấy một nữ từ người mặc trang phục của Bắc Diệp Quốc đi vào, khuôn mặt của nàng, không ngờ là dung mạo của tần cửu. Nàng lấy từ trong túi ra mấy cây thảo dược liền dễ, lạnh lùng nói, đây là hoa na thứ, mau chóng đi sắc thuốc cho vương gia. Tần cửu nói xong một lượt lập tức yếu đuối ngã xuống ghế sửa. Nàng không bị thương, chỉ là mệt mỏi tột độ, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một lát. Chờ đến khi tần cửu tỉnh dậy, đã là tối của ngày hôm sau. Theo lời tạ địch trần nói, nhan túc đã uống thuốc giải. Mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng độc đã được giải, không cần lo lắng đến tính mạng. Tần cửu đang định đi thăm nhan túc cửa trướng đột nhiên bị người ta đẩy ra, nhị đệ tạ chạc trần của tạ địch trần bước nhanh vào. Sắc mặt hắn trắng xám, biểu cảm nôn nóng, xem dáng vẻ là đã xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy tần cửu thoạt đầu hắn ngẩn ra, nhưng hình như không dành chú ý đến nàng bước nhanh đến trước mặt tả địch trần, ghé tai nói thầm vài câu gì đó. Sắc mặt tả địch trần thoát cái đã biến đổi, đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực hắn, quát hỏi, người nói cái gì? Người làm ăn kiểu gì thế, không phải ngươi vẫn luôn trông giữ bên cạnh vương gia hay sao? Vừa nãy có chuyện nên đệ mới ra ngoài một chuyến, sau khi về lại nghe nói vương gia đã được dược đồng đưa đi tìm quân y rồi. Thế nhưng, quân y và dược đồng lại nói hoàn toàn không nhìn thấy vương gia. Để đã phái người tìm kiếm ở quanh đây, hiện giờ bên ngoài gió tiết rất lớn, ngay cả dấu chân cũng bị chôn vùi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Ca, Huynh nói xem, vương ra ngày ấy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thời tiết lạnh như thế, trên trán tạ chạc trần vẫn toát mồ hôi lạnh li ti. Tần cửu vừa nghe đã hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, không thấy nhan túc đâu, rực đồng đưa nhan túc đi rõ ràng là do tô vãn hương cải trang. Dù thế nào nàng cũng không ngờ nhan túc lại dễ dàng bị tô vãn hương đưa đi như vậy vốn dĩ nàng không muốn làm kinh động nhan túc rồi bắt tô vãn hương đi tả địch trần đi liền ba vòng trong trướng khoanh tay đứng ở trước mặt tần cửu nói cửu ra nói như vậy dược đồng kia chính là do tô vãn hương cải trang rồi tần cửu gật gật đầu hỏi địa hình nơi này thế nào tả địch trần nói phía sau quân doanh là một sườn núi vòng qua sườn núi phía sau chính là nhánh của dãy núi ngọc tuyết E rằng nàng ta đã đưa vương ra đến trốn ở ngọn núi đó rồi. Trạc Trần dẫn người đi soát núi. Tần Cửu bỗng nhiên nói, tạ tướng quân chờ một chút nếu như phái người đi soát núi, bị Tô Vãn Hương phát hiện, đêm tối như vậy, nếu như nàng ta cố tình trốn tránh, rất khó tìm được. Chi bằng để vẹt đi tìm đi. Tần Cửu ôm Hoàng Mao vẫn đang uống rượu lên, vuốt ve lông trắng trên người nó, nhỏ giọng nói, Hoàng Mao, đêm lạnh gió to, trọng trách tìm vương ra dựa vào người đó, đi đi hoàng mao mổ vào lòng bàn tay tần cửu vỗ cánh bay ra ngoài đêm lạnh như thế tô vãn hương đã đưa nhan túc đi đến được nơi ẩn nấp nhất định nhóm lửa sưởi ấm nếu như có ánh lửa sẽ không thoát được ánh mắt của hoàng mao nếu như phái người gióng trống khua chiêng đi soát núi tô vãn hương nghe thấy động tĩnh chắc chắn sẽ dập lửa đến lúc đó sẽ khó tìm được hơn tả địch trần ở trong trướng hoàn toàn không tài nào ngồi yên không ngừng cất bước có thể thấy trong lòng lo lắng đến tột cùng Tần cửu nhíu mày kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh được. Nàng rất lo lắng, nhan túc vẫn chưa tỉnh lại. Tình hình hiện giờ, chẳng phải để mặc tô vãn hương sắp xếp sao. Thời gian chờ đợi lại dài đến thế. Khi hoàng mau quay về, tần cửu cho rằng đã trôi qua rất lâu, thực ra cũng mới chỉ qua thời gian đốt vài nén nhang. Tả địch trần ở trong doanh trại. Để phòng khi Bắc Diệp Quốc mang quân đi tập kích thì trong quân doanh không có chủ tướng. Tần Cửu và Tạ Trạc Trần dẫn quân đi tìm bầu trời tối đen như mực đèn khí đá treo trước quân trướng đã chiếu sáng tuyết rơi khắp bầu trời so với lúc tần cửu mới tới còn đổ nhiều hơn đêm lạnh tuyết lớn đường cực khó đi tần cửu trên đường đi không biết đã ho bao nhiêu lần đêm lạnh bôn ba sẽ tăng nhanh tốc độ đứt đoạn của gân mạch tần cửu biết thời gian của mình càng lúc càng ngắn đi hoàng mau dẫn bọn họ đến trước một sơn động nơi này cực kỳ khuất rất khó phái hiện cũng may mà hoàng mau bay tới từ nơi cao nhìn thấy ánh sáng hiện ra từ kẽ hở phía trên tần Cửu và tạ chặc trần vừa vào động đã nhìn thấy vết máu uốn lượn trong động một đống lửa cháy trong sơn động nhìn vào theo vết máu đã thấy nhan tốt hắn nằm trên mặt đất trên người mặc áo bông rất dày nhưng máu tươi vẫn thấm ra trước ngực mượn ánh lửa toát ra từ đống lửa có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn sắc mặt hắn trắng bệch lông mi rủ xuống hai mắt nhắm nghiền bên khóe môi còn có một chút vết máu rõ ràng đã hôn mê trong giây phút đó tần cửu lại sợ đến mức không dám bước tới nàng sợ một khi nàng bước tới sẽ nhìn thấy gương mặt không có sức sống của hắn chạm vào bàn tay lạnh giá của hắn tần cửu ngươi đã tìm được rồi trong bóng tối ở tận sâu trong sơn động tô vãn hương ôm mấy cành củi khô đi đến vừa rồi nàng ta ở bên trong ngồi nhặt củi tần cửu lại không chú ý đến nàng ta tô vãn hương ngươi muốn làm gì tần cửu lạnh giọng hỏi tô vãn hương nhìn chằm chằm tần cửu bằng ánh mắt lạnh buốt đột nhiên đổi thành gương mặt tươi cười nói ta chỉ muốn đưa chàng đi chỉ cần có thể để ta đưa chàng đi từ bây giờ ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa an lăng vương muốn đi đâu cũng không đến lượt kẻ khác đưa ngươi muốn đưa ngài ấy đi đã hỏi ngài ấy chưa tần cửu lạnh lùng nói cất bước muốn đi về phía nhan tốt. tô vãn hương ném củi khô trong tay xuống chắn ở trước mặt tần cửu nói ngươi đừng qua đây nếu như ngươi tiến lên trước thêm một bước ta sẽ đồng quy vu tận cùng chết với chàng ánh lửa nhảy nhót chiếu rọi đôi mắt lóe lên ánh sáng tăm tối của tô vãn hương đôi mắt đó chắc chắn là xinh đẹp chỉ là trong mắt lấp lánh vẻ khát máu điên cuồng khiến người ta nhìn mà sinh ra sợ hãi Tạ Trạc Trần dẫn theo binh lính đồng loạt xông vào, nói, Tô Vãn Hương, trước đây vương gia bảo vệ ngươi như vậy, ngươi lại lấy oán báo ân. Nếu như ngươi muốn làm hại vương gia, hôm nay nhất định khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tần cửu vung tay ngăn Tạ Trạc Trần, nàng biết Tô Vãn Hương lúc này có thể làm bất cứ chuyện gì. Ánh mắt Tô Vãn Hương lóe lên, lời của Tạ Trạc Trần đã chạm đến tận sâu trong lòng nàng ta quả thực nhan túc đừng bảo vệ nàng ta bằng mọi giá cũng từng có tình ý tha thiết với nàng ta chỉ đáng tiếc đó đều là vì hắn đã xem nàng ta là một người khác mà thôi ánh mắt nàng ta nhìn trầm trầm tần cửu càng thêm oán hận nếu như không phải vì có lẽ bây giờ nàng ta đã cùng nhan túc sống những ngày tháng thần tiên song túc song phi rồi nàng ta chậm rãi quay trở lại bên cạnh nhan túc vắt ngang kiếm trong tay lên cổ nhan túc nếu như các ngươi tiếp tục tiến lên trước thêm một bước xem ta có dám ra tay hay không. Song túc song phi, chỉ đôi nam nữ yêu nhau thắm thiết không rời. Tạ chạc trần giận giữ, tần cửu lại mỉm cười. Tô vãn hương, ta nhớ ngươi từng nói, cả đời này ta nhất định sẽ mất hết tình yêu, bi thương mà chết. Không ngờ câu nguyền rủa này lại ứng lên người ngươi, ngươi muốn tự tay giết chết người mình yêu. Sau đó tiếp tục tự vẫn mà chết sao? Kết cục bi thương thế này thật sự không phải là phong cách hành sự của ngươi. Nhưng cho dù ngươi giết Liên Thành rồi, vẫn sẽ không thể thay đổi được sự thực hắn không yêu ngươi. Cho dù ngươi đồng quy vô tận với hắn, trong lòng hắn vẫn sẽ nhớ đến ta. Tô Vãn Hương, rõ ràng người ngươi hận là ta, vì sao không dám tới đây quyết đấu với ta. Ân oán giữa chúng ta, đến lúc này cũng nên kết thúc rồi. Tần Cửu cực kỳ hiểu rõ. Người Tô Vãn Hương hận là nàng, nàng cố ý chọc giận Tô Vãn Hương, nhằm khiến nàng ta buông tha nhan tốt. Nói xong lời này, tần cửu thở dốc dữ dội vài cái, lại cố ý dùng khăn che miệng ho hồi lâu, khiến Tô Vãn Hương tin rằng sau khi nàng quyết đấu với Liên Ngọc Nhân đã bị nội thương. Không bỏ qua cơ hội để quyết đấu với nàng. Thật ra nàng cũng không cần cố ý làm vậy. Bởi vì sắc mặt nàng đã nói rõ chân tướng. Cuối cùng, khi nàng bỏ khăn trắng ra, liếc thấy trên khăn trắng có một búng máu tươi. Đây lại không phải do nàng giả vờ, trong lòng nàng hơi trầm xuống. Vội vàng gấp khăn lại cất đi. Nàng cố ý che giấu như vậy, càng khẳng định suy đoán của Tô Vãn Hương. Ánh mắt Tô Vãn Hương lướt qua tần cửu mong manh không chịu nổi gió, lại lướt nhìn tạ chặt trần và mấy binh sĩ kia một cái cười lạnh lùng, cũng được nếu như người muốn chết. Ta đâu có lý nào không thành toàn. Tần cửu cười nhạt bầy khung theo hoa trong tay ra, Tô Vãn Hương rút bảo kiếm đặt ngang trên cổ nhan túc lại, từ từ chỉ về phía tần cửu hai nữ tử đều giơ binh khí ra, mắt thấy đây là một trận chém giết không thể tránh khỏi. Chính vào lúc này, ai cũng không ngờ, nhan túc nằm trên mặt đất đột nhiên bật người dậy. Sự chú ý lúc này của Tô Vãn Hương hoàn toàn đặt lên người tần cửu và tạ trạc trần. Hoàn toàn không phòng bị nhan túc hôn mê đã lâu. Nhan túc lấy trưởng làm đao chém mạnh về phía lưng nàng ta. Tô Vãn Hương không kịp tránh, vội vàng lấy kiếm đỡ nhưng nhan túc hoàn toàn không có ý tránh né, bàn tay vẫn đánh vào lưng nàng ta. Máu tươi bắn ra trong sơn động u ám. Tô Vãn Hương bị một trường của nhan túc đánh trúng, loạn choạng ngã nhào về phía trước miệng phun ra máu tươi. Tạ Trạc Trần và các binh sĩ đồng loạt xông lên, bắt Tô Vãn Hương lại. Nhan túc bị kiếm của Tô Vãn Hương đâm trúng, vì thế bên cạnh vết thương chúng tên của hắn lại có thêm một vết thương. Tần cửu bước nhanh tới, với cánh tay đỡ lấy nhan túc lảo đảo sắp ngã. Nàng dìu hắn từ từ ngồi xuống mặt đất mở y phục bằng vải bông của hắn ra, nhận lấy kim sang dược trong tay binh sĩ. Đắp thuốc và băng bó miệng vết thương cho hắn. Nhàn túc nắm tay tần cửu, khẽ cười nói, ta có thể gặp lại nàng, thật là tốt. Mắt tần cửu nóng lên, mỉm cười nói, nói gì thế, đương nhiên chàng sẽ gặp lại ta. Tại sao tay nàng lại lạnh như vậy? Nhàn túc đột nhiên cau mày hỏi. Bên ngoài tiết đổ lớn như vậy, ta lại không phải lò sưởi thật sự không thể làm ấm tay cho chàng rồi tần cửu trêu chọc nhìn thấy sắc mặt nhan túc trắng bệch nàng nhận lấy một chiếc áo bông từ tay binh sĩ quấn nhan túc thật chặt hắn vừa mới tỉnh khỏi hôn mê sức khỏe suy yếu lại dồn lực đánh một kích lên tô vãn hương nếu như không nghỉ ngơi thật tốt e rằng sẽ có bất lợi đối với cơ thể trọng thương vương gia nữ tử này bắt cóc chủ soái trong quân doanh bây giờ có giết nàng ta không tạ chặc trần hỏi thôi cứ để nàng ta nhận lấy trừng phạt nàng ta nên nhận đi đến từ đâu thì trả về đó giải đến thiên lao đi. Nhàn túc thản nhiên nói. Nhàn túc chàng không thể đối xử với ta như vậy. Tô vãn hương hắng giọng gào lên. Nhàn túc chậm rãi quay đầu trong ánh lửa nhảy nhót gương mặt hắn sáng như ánh trăng. Nhưng vẻ lạnh lùng giữa lông mày giống như tức rơi ngày tam cửu, lạnh lẽo thấu xương. Tam cửu, ngày lạnh nhất trong năm theo quan niệm của người Trung Quốc. Vậy ta nên đối xử với ngươi thế nào? Hắn chậm rãi hỏi. Nhàn túc rốt cuộc chàng đã từng yêu ta khi chàng cho rằng ta là bạch tố huyên trong lòng chàng cho rằng người mình yêu chính là bạch tố huyên nhưng thực chất người chàng ngày ngày đối mặt lại là ta là tô vãn hương ta chàng cũng từng tặng hoa đăng cho ta chàng cũng từng tặng y phục hoa thực dược cho ta chàng cũng từng vì ta muốn giết người làm tổn thương ta chàng dám nói chàng không động lòng chút nào với tô vãn hương ta sao nhàn túc chàng yêu ta chàng đã từng yêu ta khóe miệng nhan túc nhách lên thành nụ cười lạnh lùng, nếu ngươi nhất định muốn hỏi, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ta thật sự yêu ngươi, vậy thì trong những ngày tháng đó, khi đối diện với ngươi, ta sẽ không thường xuyên nhớ tới tố tố của trước đây. Ta cũng sẽ không thường xuyên so sánh ngươi với tố tố của quá khứ, càng sẽ không lấy người mất trí nhớ làm lý do để an ủi chính mình. Chàng nói bậy, không phải như vậy. Tô Vãn Hương không cam lòng mà la lên. Nhàn túc từ từ nhắm mắt lại, khóe môi hiện ra vẻ chế giễu. sau khi ngươi đã giết nhiều người như vậy. Sau khi ngươi hại tố tố sống không bằng chết, ngươi vẫn tham vọng cho rằng ta từng yêu ngươi. Tạ chặt trần vung tay lên, các bình sĩ áp giải tô vãn hương đi từ trong động ra ngoài. Không phải như thế, không phải như thế. Giọng nói khàn khàn của tô vãn hương càng lúc càng càng xa tâm trạng của tần cửu có chút nặng nề mặc dù nàng có chút không nhẫn tâm nhưng cuối cùng đã biết đây chính là trừng phạt tô vãn hương đáng nhận đùng một tiếng nổ vang lên trong lòng tần cửu cả kinh mơ hồ đoán được là gì tạ chạc trần vội vàng đi từ bên ngoài vào nói vương ra thuộc hạ không biết trên người nữ nhân đó có dấu đạn lưu ly li, nàng ta đã tự nổ chết mình rồi nhan túc im lặng không nói gì nhìn tần cửu một cái tần cửu thở dài một tiếng chôn đi tuyết lớn đổ cả một đêm đến sáng sớm ngày hôm sau tuyết đã đến đầu gối đây là trận tuyết lớn nhất tại bắc cương vào mùa đông năm nay nhân cơ hội này bắc diệp quốc đã phát động lần tấn công mãnh liệt nhất cũng như đông người nhất rõ ràng bắc diệp quốc cũng không muốn tiếp tục kéo dài chiến tranh nữa thường thế của nhan túc vẫn nghiêm trọng như cũ sau khi bị tô vãn hương bắt đi vào đêm qua lại chịu khí lạnh trời chưa sáng đã bắt đầu phát sốt tuyệt đối không thể xuất chiến được chiến sự lần này bèn do tạ địch trần và tạ trạc trần dẫn quân xuất chiến. Bởi vì không có chủ xoáy xuất chiến, cuối cùng sĩ khí tinh thần của binh sĩ đã yếu đi một chút. Quân đội đại dục thay phiên sung phong liều chết đều không có cách nào ra được thế tấn công của bác Diệp Quốc. Tần Cửu cũng hiểu rõ, nếu như trận chiến lần này thất bại, sẽ cực kỳ bất lợi với đại dục quốc. Chiến sự tiếp tục kéo dài, sẽ càng lúc càng khó mà giành chiến thắng đối mặt với thế tấn công mạnh mẽ của quân địch tả địch trần quyết định làm liều dẫn theo mấy trăm tinh binh dũng mãnh đánh giết vào trong danh trại của địch làm loạn trận hình của địch hắn giơ chiến bài lên cao giọng hô các tướng sĩ còn chưa có ai hô đáp lại chỉ thấy một bóng dáng màu trắng lóe lên trước mắt trong tay trống không chiến bài đã bị người ta đoạt mất người trước mắt chiến bào màu trắng bạc bay lượn theo gió chiến giáp bằng hàn tiết lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đây là chiến giáp của chủ soái nhan túc nhưng người nó lại không phải nhan túc mà là tần cửu. Nàng đã cởi bỏ váy áo lụa là khoác chiến giáp hàn thiết vấn mái tóc đen như mây, đầu đội mũ giáp tay ngọc thon nhỏ dùng để gầy đàn thêu hoa đã cầm trường đao khát máu, vẻ quyến rũ đã bị giấu đi. Chỉ là còn lại anh khí kiêu ngạo. Nàng cười xinh đẹp với tạ địch trần, tạ đại tướng quân, ta sẽ thay tướng quân hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại có một thỉnh cầu. Tướng quân nhất định phải đáp ứng một chuyện. Triều Bình vẫn có tình cảm với tạ đại tướng quân, sở dĩ trước đây hòa ly với tướng quân cũng là vì hiểu lầm bất đắc dĩ. Nếu như tướng quân vẫn còn có tình cảm với công chúa, vậy thì sau khi về kinh xin hãy cầu hôn Triều Bình. Nhớ kỹ. Trong lúc tạ địch trần còn sững sờ, tần cửu đã ghim dây cương của chiến mã, giờ chiến bài cao giọng hô, các tướng sĩ, giết man tặc bình định biên cương, đi theo bản soái Một tiếng quát trói tai. Mười người đáp lại, tiếp đó một trăm người cất tiếng đáp chiến bào của nhan túc mũ giáp của nhan túc những người đứng gần biết không phải là nhan túc nhưng những người ở khá xa đều cho rằng là chủ soái tự mình ra trận trong nháy mắt người đáp lại như sấm âm thanh hò hét chấn động trời đất chấn động khắp nơi tạ địch trần mắt thấy tần cửu dẫn quân thâm nhập vào trong quân địch giống như một nhánh đinh bên tai vẫn vang vọng câu nàng vừa mới nói sau khi về kinh nhớ cầu hôn chiêu bình tại sao nàng biết được chiêu bình vẫn có tình cảm với hắn nàng xung phong liều chết tiến lên như thế có biết đó là con đường chết không hắn nghĩ chắc hẳn nàng đã biết hắn không còn kế sách nào mới làm liều muốn chỉ huy những tinh binh này đánh giết vào nội bộ của doanh trại địch làm loạn trận hình của quân địch cuộc xung phong liều chết này dựa vào khí thế dũng mãnh đây là con đường chết nhưng chỉ có con đường chết này mới là đường cầu sống của đại dục là tướng lĩnh hắn có thể đi chịu chết nhưng một nữ tử như nàng sao có thể có dũng khí lớn như thế không thể không nói, vào khoảnh khắc đó, cuối cùng tạ địch trần đã bị tần cửu làm rung động. Nàng, rốt cuộc làm một nữ tử như thế nào? Mặc dù mấy trăm người tần cửu dẫn theo đã mở được thế tấn công của quân địch nhưng binh sĩ đánh giết vào trong quân doanh của địch lại rơi vào vòng vây, liên tục có binh sĩ thương vong. Nhưng cũng liên tục có binh sĩ bổ sung thay thế. Bóng người màu bạc kia chạy đến đâu, các binh sĩ bèn đuổi theo đến đó. Trận chiến này rất nhanh đã phá được đội hình trình tề của Bắc Diệp Quốc tạo nên một cơn loạn chiến. Tạ địch trần và tạ trạc trần thống lĩnh binh lính phía sau kịp thời tấn công tới. Tần cửu rất vui mừng, vào giây phút cuối cùng cái mạng tàn này của nàng còn phát huy được tác dụng. Như vậy cũng tốt cái mạng này, chết cũng xem như là có ý nghĩa. Tần cửu không biết mình đã sung phong liều chết bao lâu, nàng chỉ biết sức lực của mình đang tan biến từng chút một cũng mơ hồ cảm nhận được từng cơn đau đớn giống như huyết quản nổ tung không ngừng lan tỏa. Nàng biết rõ mình sung phong liều chết trận này lại tăng nhanh tốc độ kinh mạch nứt vỡ. Cho dù lúc này có thể an toàn rút ra, cũng không cần chờ lâu đến mức như Liên Ngọc Nhân nói, nàng sẽ chết vì kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Huống hồ, nàng hoàn toàn không thể an toàn rút ra. Chính vào lúc này, lại có một chàng tiếng chém giết nặng nề truyền đến, tần cửu hít mắt nhìn qua. Nhìn thấy quân đội mặc giáp đen đông nghìn nghịt sông tới. Đây không phải là quân đội của Nhan Túc. Nhưng rõ ràng là viện binh của đại dục đoàn quân đội này dốc hết sức tiến lên phía trước giết Bắc Diệp Quốc đến mức chạy đông trốn tay lại thêm tiếng gào khóc vang vọng khắp nơi. Chính vào lúc này, một thanh trường đao lóe lên ánh sáng sắc bén lạnh lẽo vung về phía tần cửu. Tần cửu nhìn cây đao vung tới kia, nàng đã không còn sức để tránh nữa. Nàng mơ hồ nghe thấy có người nói là Diêm Vương ra đến đây. Cơn tiết lớn đã ngừng từ lâu, mặt trời treo thật cao trên bầu trời. Ánh nắng sáng lóa chảy xuống, tỏa ra vô số điểm sáng trên lưỡi đao. Lưỡi đao sắc bén này mang theo tiếng gió trong nháy mắt đã đến trước mặt tần cửu. Âm thanh khắp bốn phía và tiếng chém giết đều không nghe thấy nữa, dường như xung quanh cũng hoàn toàn yên tĩnh. Vào giây phút cuối cùng này, điều tần cửu nghĩ là, Diêm Vương ra đến rồi. Quả nhiên là nàng sắp chết sao? chỉ là vì sao người câu hồn không phải hắc bạch vô thường mà là Diêm Vương gia, lẽ nào Diêm Vương ở địa phủ cũng quản chuyện câu hồn hay sao? Ánh sáng trắng trước mặt đột nhiên bị người khác ngăn lại, luồng sát khí sắc bén bức người dồn đến. Một thanh trường thương đã đầy đại đao đang bổ về phía Tần Cửu gia. Bóng đen trước mắt sáng lên, Tần Cửu nhìn thấy gương mặt của Nhan Duật. Vẫn tuấn mỹ, vẫn tà mị, chỉ là trong đôi mắt đen đã quen mang theo ý cười mị hoặc của hắn lại thâm sâu như biển trong đó trào dâng cơn thịnh nộ ngập trời khiến người ta không nhịn được mà kinh hãi vào khoảnh khắc đó tần cửu mỉm cười hắn một thân hắc y lúc này nhìn qua thật sự giống với diêm la vương câu hồn nàng cảm thấy rất vui bởi vì trong giây phút cuối cùng còn có thể gặp lại hắn một lần thật là tốt nàng cũng cảm thấy rất đau lòng nàng vốn dĩ muốn tránh hắn không cho hắn nhìn thấy bộ dạng cuối cùng của mình không để hắn đau lòng nhưng vẫn không tránh được Ngọc Hoành, phải sống tiếp thật tốt. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho chàng. Nàng cúi đầu nói, ánh nắng tươi đẹp trong vầng sáng rực rỡ tần cửu từ từ nhắm mắt lại. Đại dục đánh bại Bắc Diệp Quốc, tiếp đó là một số chuyện nghị hòa đàm phán hòa giải, nhan ruột đều không tham dự, ngày ngày hắn đều trông coi bên cạnh tần cửu. Sau khi tần cửu ngã xuống, vẫn chưa tỉnh lại. Trên chiến trường, rõ ràng nàng chỉ bị thương ngoài da, nhưng nàng lại vẫn hôn mê giống như một cái xác sống kinh mạch toàn thân nàng lúc thì run run giống như sung huyết, lúc thì mong manh như tơ nhện, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ đứt đoạn. Nhàn ruột đã phái người đi khắp nơi tìm tung tích của sở phượng lãnh, nhưng mãi mà chưa có tin tức. Một ngày nọ, nhiếp nhân đột nhiên dẫn lệ chi tới. Lúc bọn họ rời khỏi thiên thần Sơn, đã gặp được lệ chi, lệ chi có lòng hối cảnh, nhan ruột bèn đưa nàng đi. Nàng nhìn thấy tần cửu đang hôn mê, đột nhiên quỳ dạp xuống đất. Vương gia, lệ chi nói biết tại sao cửu gia lại như vậy. Nhiếp nhân nói. Người nói đi, nhàn ruột ngẩng đầu, đôi mắt giang đầy tơ máu nhìn lệ chi chằm chằm. Nô tỳ cảm thấy có lẽ cửu gia đã tu luyện bổ thiên tuyệt mạch đại pháp. Cách tu luyện bổ thiên tuyệt mạch đại pháp và bổ thiên tâm kinh gần như tương đồng. Mà bình thường nếu không dùng đến loại công phu đó, hoàn toàn không thể phát hiện ra. Vậy nên nô tỳ cho rằng cửu gia nhất định đã tu luyện bổ thiên tiệt mạch đại pháp bằng không, cửu gia sẽ không dễ dàng đánh bại tông chủ như thế, bởi vì tông chủ đã luyện công phu tuyệt hồn. Nhưng cửu gia đã thắng được tông chủ, mà lúc này lại hôn mê không tỉnh, kinh mạch sắp đứt, điều này giống với triệu chứng sau khi sử dụng đến bổ thiên tiệt mạch đại pháp. Loại công phu này chỉ có thể sử dụng một lần, mà hậu quả chính là trong vòng một tháng, kinh mạch đứt từng đoạn mà chết. Nhàn ruột nghe vậy, luồng khí tàn nhẫn xuất hiện trên mặt ngón tay bấu chặt mặt bàn, xương ngón tay gần như sắp vỡ. Lúc đó nàng tê cười xinh đẹp nói với hắn, muốn đánh bại Liên Ngọc Nhân. Cần dùng sức quyến rũ của nữ nhân, điểm này chỉ có nàng mới làm được. Khi ấy hắn không tin tưởng lắm, nhưng sự thật bày ngay trước mắt dù sao nàng đã thắng được Liên Ngọc Nhân, không thể không khiến hắn tin. Nhưng đến hôm nay, hắn mới biết, nàng đã dùng bổ tiên tịch mạch đại pháp. Vương gia, vốn dĩ Cửu gia có thể không dùng đến, nếu như đã muốn dùng từ trước, nàng ấy đã đến Thiên Thần Tông mấy ngày, e rằng đã sớm giết được Liên Ngọc Nhân rồi. Nàng ấy từng ám sát Liên Ngọc Nhân. Nhưng nàng không hề dùng Bổ Thiên Tuyệt Mạch đại pháp, có thể thấy Cửu gia không hề muốn đánh đổi tính mạng để chém giết. Thế nhưng, sau khi Vương gia bị thương, nàng lại sử dụng. Có thể thấy Cửu gia hoàn toàn thật lòng với Vương gia, xin Vương gia nhất định phải cứu Cửu gia. Các ngươi đi ra ngoài cả đi. Nhan ruột nói với nhiếp nhân và lệ chi bằng vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp nhân và lệ chi lo lắng lui ra ngoài. Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại nhan ruột và tần cửu không có chút sức sống nằm trên giường. Hắn gục người xuống trước người tần cửu, nắm thật chặt tay nàng. Hắn nhớ nàng mỉm cười nói nhỏ với hắn, phải sống tiếp thật tốt. Nàng biết rõ bản thân sắp chết lại muốn hắn sống tiếp thật tốt. Nàng còn nói với hắn, Ngọc Hoành, nếu như có kiếp sau, ta nhất định gả cho chàng. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt bi thương quét qua dung nhan trắng bệch của nàng. Hắn nói, "Tố Tố, ta không muốn kiếp sau, lần này, cho dù phải đến âm tàu địa phủ, ta cũng phải bắt nàng về. Tố Tố, lệ châu nhi của ta." Tiếng nghẹn ngào này, giống như con thú cô độc đã mất đi bạn đời, nức nở than khóc. Chương 209 Editor, sám Hai năm Bản vương ở bên ngoài sơn cốc của sở phượng lãnh, dựng một căn nhà tranh nhỏ, đã ở được hai năm. Khi ấy, A Cửu bị thương nặng, cần thiên hương nhất tuyến mới có thể chữa trị. Ta đã liều mạng kiếm được thiên hương nhất tuyến. Rào đến tay sở phượng lãnh, trông chờ hắn sớm ngày chữa khỏi cho cửu nhi, há lại ngờ tên nhãi đó lại nói với ta, mặc dù nàng ta không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi nào có thể tỉnh lại. Ta lại không biết, có thể cả đời này cũng không tỉnh lại được vốn tưởng rằng có thiên hương nhất tuyến, cửu nhi sẽ không còn gì đáng ngại, bây giờ lại nói cái gì mà cả đời không tỉnh lại. Trong nháy mắt trái tim đã bị dìm trong nước đá, cái gì mà cả đời không thể tỉnh lại, người nói có thiên hương nhất tuyến thì có thể sống, bây giờ bản vương đã đưa ngươi rồi. Ngươi lại nói cả đời không tỉnh lại được, ngươi là cái thứ thần y chó má gì chứ? Ta đưa nàng ta về cốc chữa trị, có tỉnh hay không, đều phải xem vận may của nàng ta thần y chó má thản nhiên nói bằng giọng điệu thần y chó má quen thuộc. Ta túm lấy vạt áo trước của sở phượng lãnh, ta nói cho người biết này sở điên, người nói có thiên hương nhất tuyến rồi thì có thể sống. Bây giờ bản vương đã đưa cho ngươi, nếu như ngươi không trả lại cho bản vương một cửu nhi đầy sức sống, ta sẽ thiêu cháy cốc của ngươi, chém tộc của ngươi, bản vương nói được làm được. Nàng sống thì cả tộc ngươi sống, nàng chết thì cả tộc ngươi chết, hai con đường này ngươi tự chọn đi. Đối mặt với tiếng gào thét của ta, sở điên chỉ chỉ hai ngón tay ra, hai năm. Nếu như muốn nàng sống, không được gặp nàng hai năm. Bỏ lại những lời này, sở phượng lãnh lập tức đưa cửu nhi đi. Thật ra trong lòng ta rất rõ, bệnh tình của cửu nhi rất nguy hiểm, cho dù là thần y, e rằng cũng không thể bảo đảm có thể chữa khỏi. Nhưng ta ngoài đợi ra, chẳng thể làm gì hết. Hai năm không thấy mặt, một ngày một khắc đã không biết giày vò đến mức nào, muốn ta chịu đựng hai năm thế nào đây? Đến bây giờ, kỳ hạn 2 năm, cuối cùng đã đến. Hai năm qua, đối với người khác, có lẽ chỉ là bóng câu qua khe cửa thời gian trôi cực nhanh, nhưng đối với ta, lại là dày vò ngày ngày. Tương tư đêm đêm, cửu nhi, cho dù nàng là bạch tố huyên hay tần cửu, lúc nào cũng có thể khiến trái tim ta thoát cái xìm xuống nước băng, thoát cái lăn trong chảo dầu. Hôm nay, đã đến kỳ hạn hai năm, ta ngày ngày canh ở cửa cốc chờ đợi trước đó dựng nhà tranh ở đây chính là để thuận tiện nhìn thấy cửu nhi đi ra lần đầu tiên ta không dám vào cấp thăm cửu nhi bởi vì sở phượng lãnh nói ta sẽ làm kích thích cửu nhi gây bất lợi với bệnh của nàng ta thật sự không biết đây là trả thù của sở phượng lãnh đối với lần đe dọa trước của ta hay là thật nhưng cuối cùng không dám đi sớm tinh mơ ta sửa soạn cho mình thật cẩn thận một lượt hai năm nay cho dù là về kinh giúp đỡ nhan giật hay là ở đây chờ đợi ta đều không chăm sóc đến mình sờ lên gò má hóp gầy. Ta tự cảm thấy vẫn còn chấp nhận được bèn canh ở cửa cốc. Lúc này trái tim ta đang lan lộn trong trào dầu, khi ta cảm thấy sắp phát nổ, một bóng người đi ra từ trong cốc dáng người rất nhỏ nhắn, thấp thoáng là một nữ tử. Ánh mắt của ta dán thật chặt lên bóng người mảnh khảnh đó. Đã là mùa xuân, ánh nắng ấm áp trăm hoa đua nở. Người đó đang chậm rãi đi đến gần giữa ánh sáng ngập hương hoa. Trên ngọn cây truyền đến tiếng kêu to của chim chóc chim chiếp chim chiếp tựa như đang nói, là cửu, là cửu. Sự tương đồng của hai phiên âm di di chiêm chiếp với xì di là cửu. Trái tim của ta càng thêu sục sôi rộn rã trong chảo dầu. Người nọ dần dần đi đến gần, trước tiên nhìn thấy một cái váy thêu hoa, tiếp đó nhìn thấy mái tóc đen như mây, cho đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt. Trong nháy mắt trái tim ta đã từ chảo dầu ngâm xuống nước băng, lạnh giá và thất vọng không rõ lý do quấn thật chặt lấy ta. Đây không phải là tần cửu, ta chưa bao giờ gặp nàng. Ngươi là ai, ta ngăn nàng ta lại. Nữ tử mỉm cười thi lễ với ta, ngài chính là Nghiêm vương phải không? Nô gia là dược nô trong cốc, muốn ra ngoài hái thuốc. Ta không biết trong cốc của Sở Phượng Lãnh còn có một dược nô như vậy, ta có chút nghi ngờ tần cửu lại thay đổi dung mạo. Trong lòng ta, chỉ cần cửu nhi có thể sống, thế nào cũng được. Ngươi thật sự chỉ là một dược nô à, vậy bản vương hỏi ngươi, vị cô nương chữa trị trong cốc đã tỉnh chưa? Vương gia đang nói đến cửu gia sao? Dược nô cười xinh đẹp nhìn ra phía sau ta. Trên sườn núi rất xa, có một người đứng đó, trong tay sách giỏ, đang nhìn về phía bên này. Ánh nắng bị ngược làm trói mắt nhưng vừa nhìn ta đã nhận ra nàng là ai. Ta ngẩn người đứng đó, hai chân đột nhiên trở nên vô lực, người cũng trở thành cứng đờ, chỉ duy có trái tim đập vội, lên rồi lại xuống, đập rất vui vẻ mạnh mẽ. Nàng khỏe rồi, nàng sách làn hình như đang hái thuốc, nói như vậy, nàng đã hoàn toàn khỏe lại rồi hai năm nay, nỗi nhớ như loài chuồng ở mờ u bàn chân, ngày ngày cắn xé ta. Loại hành hạ này, chưa từng trải qua, ai cũng sẽ không biết có mùi vị thế nào. Ta ngày ngày ngóng trông cửu nhi tỉnh lại, ngóng, trông được gặp lại nàng, nghĩ xem sau khi gặp nhau thì nên nói gì. Hôm đó, nàng nói ta giúp ngài trừ khử liên ngọc nhân, chỉ là không muốn tiếp tục nợ ngài nữa, từ nay về sau hai chúng ta đã thanh toán xong. Ta từng nghĩ, sau khi nàng tỉnh lại, nếu như còn nói vậy, ta sẽ nói, hai chúng ta vẫn chưa thanh toán xong, mặc dù sở phượng lãnh cứu nàng, nhưng thiên hương nhất tuyến do tìm được. Nàng lại nợ ta một mạng. Hôm đó, nàng nói, chàng phải sống thật tốt, kiếp sau ta sẽ tiếp tục gả cho chàng. Ta nên nói, nàng đã sống lại một lần nữa, lần này xem như là kiếp sau rồi, nàng nên gả cho ta đi. Lệ chi nói, cửu gia vì cứu vương gia, đã dùng bổ thiên tiệt mạch đại pháp. Ta hỏi nàng, vì sao nàng phải dùng bổ thiên tuyệt mạch đại pháp là để cứu ta đúng không? Trong lòng nàng có ta, đúng không? Kỳ thực những lời này đã kìm nén trong đầu ta hai năm rồi. Trong lòng ta chắc chắn nàng chính là vì ta, nhưng có lúc lại có chút không dám tin. Đối với ta, dường như cửu nhi vĩnh viễn là một ảo ảnh. Lúc sắp lấy ta, nàng từng rơi vào một trận lửa lớn. Nàng từng liều mạng cứu ta, ngay sau đó lại nói từ nay trở đi hai chúng ta đã thanh toán hết rồi. Nàng cũng từng nói thích ta, nhưng ta cũng biết đó chỉ là diễn trò cho vui. Những lời này đã từng hiện lên ngàn vạn lần trong lòng, nhưng lúc này nhìn thấy nàng rồi ta lại không nghĩ ra bất cứ điều gì. Trong đầu hoàn toàn trống giống, chỉ cảm thấy thế này thật tốt. Thật tốt, chỉ cần nàng còn sống, là tốt rồi. Cho dù muốn ta vĩnh viễn nhìn nàng giống như nhìn một ảo ảnh, cũng được ta còn đang đứng đần ra đó cửu nhi đã chậm rãi bước về phía ta khắp trời đất dường như đã phủ lên một lớp lụa mỏng ngay cả ánh nắng loa mắt dường như đã trở nên dịu dàng hơn dáng vẻ nàng đi tới rất giống với dáng vẻ năm xưa lần đầu tiên gặp nàng xinh đẹp tiêu sái ngài chính là nghiêm vương đó nàng nhìn ta đôi mắt đan phượng hơi cong khóe môi nhếch lên nụ cười lười biếng lại dí dòm dịu dàng nở rộ trên mặt nàng đẹp đẽ như ánh nắng vết thương của nàng đã khỏi hoàn toàn rồi sao? Nàng còn đau không? Nàng biết ta nhớ nàng lắm không? Những lời này đồng loạt hiện lên trong đầu nhưng lại dồn nén giữa môi răng. Không nói ra được câu nào. Nàng nói, ngài chính là nghiêm vương đó. Có ý gì? Ta là nghiêm vương nào? Ta ngây người hỏi, cửu nhi nghiêng đầu, lẽ nào ngài không phải nghiêm vương mà ở đây bảo vệ nương tử của ngài sao? Hà, nương tử, tim gan ta nảy lên, cửu nhi, điều này có nghĩa là nàng đồng ý làm nương tử của ta sao? Ta nói, phải, là ta. Nụ cười ở khóe môi cửu nhi đột nhiên biến mất biểu cảm trở nên rất nghiêm túc. Ta biết, ngài vô cùng nặng tình với nương tử của ngài, thế nhưng, vẫn có vài câu muốn nói với ngài. Mặc dù y thuật của sở thần y rất cao, nhưng dù sao hắn cũng không phải thần tiên, không thể cải tử hoàn sinh. Ngài cứ sống trong ảo ảnh tự lừa mình dối người như vậy thì sao chứ? linh hồn của nương tử ngài ở trên trời cũng sẽ không an nghỉ. Ngài vẫn nên buông bỏ một chút đi. Vốn dĩ nhìn thấy nàng đầu óc ta đã không đủ dùng nữa, lúc này càng thêm tối tăm. Dược nô che miệng cười, nói với ta, vương gia, chúng ta nghe sở thần y nói, ngài ấy từng cứu nương tử của ngài, đáng tiếc nương tử của ngài bị thương quá nặng, đã qua đời. Bây giờ, đã hai năm rồi, ngài vẫn canh ở đây, thật sự không tốt. Ai nói nương tử của ta đã mất rồi tên điên sở phượng lãnh này, lại nguyền rùa cửu nhi như vậy, ta phải đi lột ra hắn. Sao cửu nhi có thể tin lời bịa đặt này của sở phượng lãnh? Đây là vấn đề ta cảm thấy nghiêm trọng nhất. Người ta chờ thực sự là nàng mà. Nàng không đáp lại lời ta, chỉ là trong ánh mắt nhìn ta tràn đầy thương hại. Dược nô đã đeo giỏ thuốc đi xa cửa cốc chỉ còn lại ta và tần cửu. Hai năm nay, ta nhớ nàng như điên, ta có rất nhiều lời muốn hỏi, thế nhưng, nàng lại nhìn ta giống như người xa lạ sở phượng lãnh nói, bởi vì cửu nhi dùng thuốc đã mất hết ký ức trước đây. Ta hỏi hắn khi nào cửu nhi có thể nhớ ra, sở phượng lãnh lại dùng giọng điệu chó má của thần y chó má nói, có thể là ngày mai, có thể là cả đời cũng không nhớ được. Nhưng đó không phải là chuyện của ta, dẫu sao ta đã theo lời trả cho vương gia một tần cửu đầy sức sống, bảo vệ được cửu tập của ta. Ta giơ tay cho hắn một quyền, bản vương muốn đánh hắn đến mức vừa nghĩ tay đã ngứa rồi rõ ràng cửu nhi đã khỏe lại hơn một tháng rồi hắn lại nói với nàng bên ngoài có một vương gia điên bởi vì nhớ nhung nương tử nhìn thấy ai cũng thấy sống nương tử của hắn để tránh làm phiền kêu cửu nhi tốt nhất là tránh ta đánh bùm bụp bôm bốp một hồi trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều có lẽ mất trí nhớ đối với cửu nhi mà nói là một chuyện tốt gánh nặng nàng gánh vác mấy năm nay quá nặng sống quá mệt mỏi như vậy có lẽ có thể hoàn toàn nhẹ nhõm Huống hồ, không phải nàng chỉ quên mất ta, còn quên luôn cả nhan túc. Vừa nghĩ như vậy, trong lòng ta lại càng dễ chịu hơn. Ta nói với cửu nhi, người ta chờ chính là nàng. Ta đã kể một vài câu chuyện tốt đẹp giữa ta và nàng trong quá khứ. Ví dụ như cùng trồng hoa, cùng ngắm mẫu đơn, nàng từng cứu ta, ta từng cứu nàng, vân vân. Nàng lại nhìn ta nói, những chuyện ngài nói, thật sự đã từng xảy ra sao? Tại sao ta lại không nhớ ra chút nào? cứ giống như đang nghe chuyện xưa của người khác vậy cửu nhi còn nhớ hoàng mao và bạch nhĩ thân nhau như thế nào không ta hỏi sau khi cửu nhi tỉnh lại ta vẫn chưa thấy hoàng mao xuất hiện hoàng mao là ai cửu nhi nhíu mày hỏi chính là con vẹt mỏ đỏ của nàng biết nói chuyện đấy ta nói nó nói với ta nó tên là phượng hoàng cửu nhi mỉm cười nói lẽ nào trước đây nó tên là hoàng mao Ừm, cái tên này rất đáng yêu, chi bằng sau này cứ gọi là Hoàng Mao đi. Ta biết Hoàng Mao thích nhất người khác gọi nó là Phượng Hoàng. Cửu Nhi đã mất ký ức gọi nó là Phượng Hoàng, bây giờ lại đổi thành Hoàng Mao. Không biết con chim đó sẽ hận ta đến mức nào, vốn còn định nhờ Hoàng Mao giúp ta, e rằng bây giờ không được nữa rồi. Ta thầm nghĩ hôm khác bảo tùy tùng đưa Bạch Nhĩ đến đây. Không ngờ Cửu Nhi nói, tiếp nó đã nhìn chúng một con vẹt trắng trong cốc mấy ngày nay rất bận bịu e rằng tính toán của ta lại sắp thất bại rồi vương già yểu điệu như vậy có phải ăn không ngon cửu nhi đột nhiên hỏi ta yểu điệu ta cúi đầu quan sát bản thân trên người vẫn mặc y phục trước đây vốn dĩ rất vừa người bây giờ mặc lên lại giống như đang treo trên xào chúc bất chi bất giác ta đã gầy thế này rồi cửu nhi thì ngược lại béo gầy vừa phải khí sắc cũng tốt thật giống như ta đã bị bệnh hai năm vậy không phải ta ăn không ngon thật sự là không ăn nổi cửu nhi sống chết chưa rõ ta ăn ngủ không yên ban đầu còn có đầu bếp của vương phủ ở đây về sau ta đã đuổi hắn đi đói thì tự mình nấu ăn dù sao với ta sơn hào hải vị và ăn chấu nuốt cải cũng không có gì khác biệt ta muốn lập tức dùng bồ câu đưa tin bảo đầu bếp của vương phủ đến đây mau một chút cửu nhi chê ta gầy rồi đầu bếp của vương phủ chưa tới cửu nhi đã tới lúc đó Ta đang ngồi trong phòng, trong lòng tính đi tính lại 36 kế, nghĩ xem rốt cuộc dùng kế nào để theo đuổi Cửu Nhi nhanh một chút. Chợt nghe thấy cổng tre kêu cách một tiếng, có người hỏi trong sân, "Vương gia có ở đó không?" Ta đè nén sóng lòng cuộn trào mãnh liệt, cao giọng nói, "Có, mời vào." Cửu Nhi xách một cái giỏ đi vào, ta không ngờ Cửu Nhi lại chủ động đến nhà tranh tìm ta. "Vương gia đã dùng bữa chưa?" Cửu Nhi hỏi, nàng vừa hỏi như vậy, ta đột nhiên cảm thấy trong bụng đã sớm kêu ùng ục. Vừa rồi chỉ lo tính toán, lại không nhận ra. Vẫn chưa, nhưng mà đói rồi. Cửu nhi liếc ta một cái, đặt giỏ xuống, bày đồ bên trong lên bàn. Một miếng thịt dê lớn, nấm, gà rừng đã vặt lông, còn có dược liệu bồi bổ thân thể, nhân sâm và nhung hương. Linh chi hoạch linh và một số gia vị khác. Cửu nhi sắn tay áo lên, rửa tay, rồi cũng rửa thật sạch nguyên liệu nấu ăn đặt gà rừng lên bàn chặt thành vài miếng thêm nước vào nồi thả miếng gà vào trong nước đặt lên bếp bắt đầu hầm cửu nhi đang muốn nấu cơm cho ta ta đứng bất động trong phòng giống như đã bị điểm huyệt ánh mắt dao động qua lại giữa đôi tay giống như điêu khắc từ bạch ngọc và nửa bên mặt xinh đẹp ngón tay giống như bạch ngọc linh hoạt nhặt rau rửa rau biểu cảm chăm chú khiến nhìn nàng có một vẻ đẹp không nói nên lời nếu nói bạch tố huyên như nàng tiên bất cứ lúc nào cũng có thể bay theo gió tần cửu giống như loài yêu ma mị vậy tần cửu lúc này giống như yêu đã mọc cánh thành tiên có sự yêu mị của yêu thuần khiết của tiên và thêm cả hương vị hồng trần của người ta cảm thấy viền mắt ẩm ướt tựa như có thứ gì đó sắp chảy ra lễ châu nhi của ta ta chưa từng nghĩ tới có một ngày cửu nhi sẽ vì ta vào bếp ngài qua đây cắt miếng thịt này thành lát mỏng đi cửu nhi phân phó trong nháy mắt ta đã được giải huyệt vui vẻ đáp một tiếng sắn tay áo cầm dao lên cắt thịt thành từng lát mỏng ta lần đầu phát hiện bàn tay dùng kiếm của bản vương chuyển sang cầm dao thái thịt kỹ thuật cắt thái cũng cực tốt chỉ chốc lát đã thái thịt xong lúc này nước trong nồi đã sôi lên cửu nhi bỏ nấm và nhân xâm vào đậy vung lại đốt lửa nhỏ cửu nhi lại sai ta ra ngoài tìm hòn đá vuông vức tới trên núi này lại không thiếu đá chỉ chốc lát ta đã chuyển một hòn về lúc này thịt gà đã hầm xong cửu nhi bưng nồi xuống đặt đá lên bếp lò đang cháy đến khi đã bị lửa đốt đến nóng bỏng cửu nhi bèn đặt từng miếng thịt ta đã thái xong lên miếng thịt cực mỏng chỉ trong giây lát đã chín cửu nhi gắp miếng thịt lên đặt lên bàn bảo ta chấm gia vị rồi ăn luôn lúc nóng nàng không ăn sao ta hỏi ta đã ăn rồi cửu nhi thản nhiên nói ta ăn một miếng suýt chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi thật sự là tươi ngon vô cùng, ta đã hai năm không biết vị thịt lần đầu tiên ăn. Lại là do người ta yêu làm riêng cho ta. Ta ăn xong thịt dê, lại uống thêm hai bát canh gà nấm, xoa cái bụng phình lên, cứ cảm thấy cái bụng này giống như đã mang thai đứa bé 4 năm tháng. Cửu nhi học nấu cơm từ lúc nào? Ta nhớ trước đây nàng không biết làm. Vương gia hỏi như vậy, chắc hẳn trước đây ta chưa từng nấu cho vương gia. Sau này một ngày ba bữa ta đều sẽ nấu cho vương gia nhé lòng ta chưa bao giờ kích động bay nhảy như thế vậy là ta đã có thể ngày ngày gặp mặt cửu nhi rồi không phải là một ngày gặp mặt ba lần không nếu như tính tiếp bữa khuya và trả bánh buổi chiều vậy thì chính là năm lần chỉ là bệnh của cửu nhi vừa mới khỏi không thể làm nàng mệt vì vậy nói trái với lòng không nếu như làm cửu nhi mệt nàng liếc ta một cái vương ra không muốn sao muốn muốn nhưng vậy cứ quyết định như vậy đi cửu nhi nói xong lập tức đứng dậy rời đi vẫn là tính cách nói một không hai như thế từ đó cuộc sống của ta thật sự giống như cuộc sống của thần tiên một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau ngày nào cũng gặp mặt ba lần đây thật sự là ông trời đã mở mắt bù đắp nỗi khổ tương tư trong hai năm qua của ta thật ra tài nấu nướng không tính là cực tốt có một số món ăn ta nhìn ra được là lần đầu tiên nàng làm có lẽ có món làm không bằng đầu bếp của vương phù nhưng ta ăn vào miệng lại là mỹ vị khó tìm khắp thiên hạ ta sợ nàng mệt thường xuyên giúp đỡ nàng cũng không từ chối vui vẻ sống hai tháng như thế có lúc ta sẽ nhắc chuyện trước đây với cửu nhi nhưng nàng vẫn nói là không nhớ ra ta nghĩ như vậy cũng tốt ta thật sự nguyện ý đời này sống tiếp như vậy một ngày nọ ta đang tính toán xem làm thế nào để cửu nhi lấy ta sở phượng lãnh tức giận tột cùng chạy đến đây Lúc này ta mới biết, dược liệu hàng ngày Cửu Nhi mang đến hầm canh cho ta lại là lấy trộm từ chỗ của Sở Phượng Lãnh. Sở Phượng Lãnh nói với vẻ bi thương muốn chết, nhân sâm lại thêm nhung hương, linh chi, những thứ này đều là dược liệu cứu mạng, các ngươi lại lấy ra làm cơm ăn. Vương gia à, vương gia, ngươi nhìn đi. Bản y chẳng những đã chữa khỏi mạng cho Cửu Nhi nhà ngươi, còn nuôi ngươi trắng trẻo mập mạp thế này, đã sắp hơn cả con heo mập trong cốc của ta rồi trong gốc của ta lại không nuôi nổi hai vị Phật các ngươi cửu nhi bệnh của ngươi cũng khỏi rồi hai người các ngươi hãy xuống núi đi bản vương lại bị tên sợ điên này đuổi đi còn bị hắn so sánh với heo mập nói ra thật sự mất mặt nhưng tại sao trong lòng lại ngọt ngào thế chứ ta cúi đầu nhìn quả thực ta đã béo lên rồi hồi phục lại dáng người cường tráng trước đây thật sự không thể so sánh với hai tháng trước chỉ là thế này có phải là hơi béo hay không điều này cửu nhi sẽ không chê ta béo chứ ta không nhịn được hỏi ra nghi vấn của bản thân đôi mắt đan phượng mê người của cửu nhi quan sát ta từ trên xuống dưới một lượt gật đầu nói rất tốt rất tốt béo cũng tốt sao ta hỏi béo rất tốt ngọc hoành có vóc dáng thế này ta sẽ không lo lắng chàng bị nữ nhân khác cướp đi cửu nhi cười lười biếng nói không hề để tâm đúng chứ ha ha hà ta giống như đã mơ hồ nghe thấy lời quan trọng gì đó Ta ngoáy lỗ tai, không phải là tai có bệnh rồi chứ? Cửu Nhi, nàng vừa mới, vừa mới nói gì? Ta nói dáng người của chàng vừa đẹp. Cửu Nhi nói với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là trong mắt lại lóe lên vẻ giảo hoạt. Câu phía sau, ta sốt ruột hỏi, còn có câu phía sau nữa sao, ta quên mất rồi. Cửu Nhi vẫn bình tĩnh, ta tiếp tục sốt ruột, nàng nói nàng sợ ta bị nữ nhân khác cướp đi. Ta nói vậy sao? Có nói, có nói được rồi cứ xem như ta từng nói vậy đi vì sao cửu nhi nói như vậy vì sao cửu nhi trợn tròn mắt sao vậy ngọc hoành ta đã theo đuổi chàng lâu như vậy rồi chàng lại không biết tâm ý của ta sao trong nháy mắt ta lại giống như đã bị điểm huyệt đờ ra giữa lòng núi gập ghềnh ánh nắng long lanh cảnh xuân tươi đẹp hạnh phúc của chúng ta vừa mới bắt đầu